Xin chào mừng anh em, chúng ta đã đến và cùng gặp lại nhau tại channel của Nguyễn Công PC. Và ui, AMD ở đâu rồi anh em? Mình đang thấy ở đây là rất nhiều dòng card NVIDIA gần như đang là bá chủ thị trường luôn rồi anh em ạ. Vậy thì AMD có phải đang lụi tàn trước cái đế chế của NVIDIA hay không? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận trong video ngày hôm nay. Bắt đầu video luôn thôi. Để phân tích một chút thì chúng ta cùng đảo ngược cái thời gian về quá khứ trước đi. Khi mà ngày xưa mình thấy có rất nhiều những em card giá rẻ thuộc cái phân khúc tầm thấp như là RX 570, 580 được rất là nhiều anh em săn đón đúng không? Ngày đó AMD như một cái thế lực gì đó nó rất là mạnh, để có thể là anh em có những cái dòng card rất là ngon, chơi game cực kỳ tốt đó. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nếu xét về những cái dòng card giá rẻ thì anh em sẽ thấy là mọi người sẽ thiên về như những em là 1050 này, 1650 hay là 1660 Super, 1660 Ti. Và những các em card tầm thấp, và mình đã làm rất là nhiều các video những em card cực ngon như là 6500XT này, 6650XT hay là 6700XT luôn, vẫn rất là ngon, nhưng mà cái hiệu ứng nó mang lại không cao anh em ạ. Vậy thì AMD bây giờ đang ở đâu rồi? Khi mà anh em thấy là thậm chí trong cái bài là khảo sát phần cứng của Steam, một cái nguồn cực kỳ uy tín, thì anh em thấy top những card top đầu phần lớn nhá thuộc về NVIDIA. Vậy thì lý do ở đây là gì? Chúng ta cùng phân tích này. Thì cái lý do đầu tiên đi mình kể đến đó là thuộc về cái phần tiềm thức, cũng như là cái người ta gọi là nhãn quan của mỗi người, hay là cả về phần là bài toán marketing của từng hãng nữa. Mình không dám đánh giá ở đây là cái chiến lược marketing của AMD nó làm kém hay làm tệ như thế nào, nhưng mà NVIDIA, chiến lược marketing của họ làm rất tốt đi anh em ơi. Nói chung là NVIDIA họ đã nhắm trúng cái tệp khách hàng cực kỳ lớn và bao phủ gần như hết toàn thị trường. Lý do mà NVIDIA thành công ở đấy đó là hai lý do. Đầu tiên, NVIDIA đánh vào những cái yếu tố người dùng phổ thông, những người không quá am hiểu nhiều về công nghệ, và họ đưa ra những các cái dòng card đồ họa mà những người dùng có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình, là những cái dòng card mà phù hợp với nhu cầu của bản thân. Cái thứ hai đó là về tên, cũng như là cái phần là phân loại từng cái phân khúc dòng card đồ họa. Anh em có thể dễ thấy được là phần tầm thấp ở đây, anh em dễ dàng kể tên luôn. 1660 chắc chắn là mạnh hơn 1650 này, hay là mạnh hơn tí nữa chúng ta có 2060, 3060 hay là 4060. Mạnh hơn tí nữa thì chúng ta có 3080, 3070, hay là tầm cao hơn nữa là 4090, 3090. Anh em dễ dàng có thể phân loại được sức mạnh của nó. Thế còn sang AMD thì sao? Khó cực kỳ, và từng các cái đánh số cũng như là ký hiệu của AMD, chúng ta khó có thể phân loại được từng cái dòng card nó mạnh yếu cụ thể ra sao. Hơn nữa, cái yếu tố thứ hai đó là AMD. Thật sự những phân khúc khách hàng của AMD phần lớn là những người chơi game và những người am hiểu sâu về thế giới công nghệ anh em ạ, thì họ mới lựa chọn card của AMD thôi. Tức là họ hiểu cái nhu cầu của mình nó như thế nào anh em. Và thêm một yếu tố bên ngoài nữa đó là yếu tố marketing truyền miệng. Anh em cứ thử hỏi 5 người mà xem, nếu như anh em mới build PC, anh em lựa chọn card đồ họa như thế nào, thì cứ 5 người thì cam đoan với anh em là có đến 4 người bảo anh em lựa chọn những dòng card của NVIDIA. Cái này thì nó cũng đến từ cái việc tiềm thức và nhãn quan của mỗi người, khi mà NVIDIA từ xưa đến nay nó đã bao phủ hết thị trường của anh em rồi. Cái lý do lớn thứ hai mình phải kể đến ở đây đó chính là liên quan đến yếu tố về hiệu năng gaming, cũng như là cái sức mạnh của từng dòng card đồ họa của mỗi bên. Thì ngày xưa thì anh em có thể thấy là em AMD này, bên AMD nhận được khá là nhiều tai tiếng từ những các cái vụ phốt ngày xưa, những các cái lỗi các cái này cái kia đúng không, khá là tai tiếng. Nhưng mà thời điểm hiện nay thì AMD cũng đã khắc phục được cái điều đó rồi, và dòng card AMD cũng đã khẳng định được một cái sức mạnh cũng như là vị thế trên thị trường rồi. Tuy nhiên, cái chữ mà mình nghĩ là nó là con dao hai lưỡi đối với AMD đó là chữ thuần. AMD đánh khá là nhiều hiệu năng thuần anh em ạ. Anh em có thể kể đến ở đây nhá. AMD gần như dồn hết toàn lực vào những cái dòng card mà mang đến cho anh em một cái hiệu năng gaming rất tốt luôn, phải cực kỳ tốt luôn. AMD tối ưu dòng card quá tốt, và bên cạnh đó nữa nhá, anh em chơi game với những dòng card AMD này mang lại cho anh em là một cái kiểu là cái hình ảnh màu sắc đẹp hơn này, tính ổn định game rất là cao nữa, và lại còn ăn ít điện hơn và mát hơn nữa. Đấy, nhưng dòng card NVIDIA thì sao? NVIDIA thì nó sẽ lại sinh ra nhiều vấn đề khác hơn nữa. Nhưng mà so với NVIDIA thì NVIDIA nó lại làm tốt hơn AMD ở chỗ là so với những cái chữ thuần mà AMD mang lại được thì NVIDIA gắn vào trong đó rất là nhiều những cái tính năng cực kỳ hay ho. Và theo như những cái người ta gọi là cái bản năng của con người anh em, chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn, và AMD đã tận dụng NVIDIA đã tận dụng được cái điều đó khi mà gắn vào những dòng card của họ rất là nhiều những công nghệ mới. Đặc điểm trong đó là Ray Tracing này, DLSS này, hay là những công nghệ AI rất mạnh anh em ạ. Và liên hệ một chút về bên ngoài đi, anh em có thể
nhớ là ngày xưa có một cái quảng cáo là về bên Nhật họ bán một cái quả dưa hấu và có kèm một cái thìa ấy. Chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn anh em. Nếu như bây giờ, nếu như so sánh một cái dòng cạc đồ họa mà có thể mang lại cho anh em 60 FPS khi chơi game và một dòng cạc có thể mang lại cho anh em 60 FPS khi chơi game nhưng với một cái công nghệ nào đó có thể khiến anh em búp lên khoảng tầm 80 FPS khi mà anh em chơi game nặng, thì anh em lựa chọn những dòng cạc nào? Mình đang nói đến ở đây đó là những dòng cạc như là 6650 XT này, nó mạnh ngang ngửa 3060 luôn, số VRAM mình cũng gần bằng 12GB luôn anh em, hay là 6700 XT mạnh ngang ngửa 3060 Ti. Nhưng mà so sánh một chút thì sao, 3060 Ti nhá, cứ cho là anh em chơi được 60 FPS đi, nhưng với công nghệ DLSS thì chắc chắn ở đây anh em sẽ chơi được những các cái tựa game nặng với đồ họa thậm chí còn cao hơn cả 60 FPS cơ. Nếu nói về chữ thuần là một thứ gì đó nó mang lại sự thực chất thì đó lại là thứ mà những người dùng chúng ta không thích lắm, bởi vì là sao, ở đấy như mình nói khi nãy là chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn đúng không. Vậy thì bây giờ chúng ta liên hệ một chút về làm việc nha. Anh em có thể thấy là nếu xét về làm việc trong rất là nhiều video thì mình luôn luôn nói với anh em rằng nếu anh em đụng vào làm việc thôi thì anh em hãy lựa chọn các Nvidia cho mình, bởi vì AMD họ đang nghiêng về gaming nhiều hơn anh em ạ. Và rõ ràng là đối với những người dùng phổ thông, đối với như chúng mình ý, thì chúng mình mua về không chỉ là chơi game đâu, chúng mình còn làm rất là nhiều các việc khác. Và bây giờ với cái sự xâm lấn của TikTok đúng không, rất là nhiều các bạn trẻ tham gia vào cái thế giới sáng tạo content creator hay là chỉnh sửa multimedia ấy, thì bây giờ anh em có lựa chọn cả AMD để làm premium không? Chắc chắn là sẽ có, bởi vì là AMD vẫn giúp anh em làm premium rất tốt. Nhưng mà bây giờ anh em thử liên hệ một chút mà xem, có rất là nhiều các phần mềm multimedia độc quyền về nhân CUDA anh em ạ. Tức là anh em hoàn toàn có thể render bằng card và sử dụng CUDA để có thể nâng cao cái tốc độ render của anh em hơn. Còn AMD thì gần như trở thành con ghẻ rồi anh em ạ. Bây giờ liên hệ một chút nhá. Lên 3D thì sao? Có rất là nhiều phần mềm 3D độc quyền cho CUDA rồi anh em. Hay là thậm chí mình nhá, mình còn đọc rất là nhiều các bình luận của các bạn trên mạng khi mà các bạn ấy làm những phần mềm lập trình về Python ấy, lại cũng chỉ những cái dòng cạc của Nvidia hỗ trợ được những phần mềm Python đó. Vậy thì liên hệ một chút đi. Đấy, nếu như là anh em thì anh em sẽ lựa chọn như thế nào? Chắc chắn là Nvidia, chắc chắn câu trả lời là Nvidia rồi, và nó sẽ support tốt cho anh em trong quá trình làm việc hơn. Và cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn mang ra để bàn luận đối với anh em đó chính là tính ổn định. Tức là khi mà anh em up driver ấy, mặc dù là ngày xưa thì là có rất là nhiều lỗi vặt khi mà chúng ta update driver đối với những dòng cạc AMD rồi, nhưng mà mình thấy là bây giờ AMD cũng đã làm tốt hơn trước rất là nhiều, tính ổn định cao hơn. Nhưng vẫn có lỗi nha anh em, mình phải thật sự là nó vẫn có lỗi, và đó là những cái điều mà Nvidia lại làm rất tốt. Đó là những cái điều mà Nvidia làm rất tốt. Chẳng hạn như bây giờ đối với những người dùng phổ thông mà update driver lên mà gặp những cái lỗi như là màn hình xanh hay là sọc màn hình thì họ sẽ fix kiểu gì, trong khi họ là những người mà không am hiểu quá nhiều về công nghệ. Đó, và bên cạnh đó nữa thì chính sách support cũng như là những cái phần mềm hỗ trợ của hai bên cũng đã làm rất tốt rồi. Tuy nhiên, nếu xét về ngày xưa từ những cái ngày tai tiếng của AMD ấy, thì liên hệ với trở lại ngày nay thì thay vì lựa chọn để những cái dòng cạc mà nó có khả năng lỗi thì họ sẽ lựa chọn những cái dòng cạc mà không mang lại cho họ lỗi gì hay là mang lại cho họ tính ổn định cao hơn đúng không? Vậy thì bây giờ với những cái dòng cạc mà bây giờ giá của những dòng cạc nó cũng không hề rẻ. Thật sự nếu mà để nói thì giá cũng không hề rẻ. Nó cũng khởi điểm từ khoảng 4 triệu, 6 triệu, 10 triệu. Nói chung là tùy từng khúc đều có, nhưng nhìn chung nó không hề rẻ. Vậy thì nó như một cái biện pháp bảo hiểm cho họ anh em, mua lại cái sự an toàn và yên tâm trong quá trình làm việc, thì đó sẽ là một điều mà tốt hơn khi mà họ lựa chọn dòng cạc cho riêng mình. Và đó là những cái ý kiến riêng của mình về hai dòng cạc đồ họa AMD và Nvidia trong cái mà cái thế kỷ 21 năm 2023 hiện nay. Và mình rõ ràng mình thấy là trong tất cả các cái dòng cạc đang bán trên thị trường thì gần như Nvidia đã áp đảo thị trường rồi anh em ạ. Và không biết ý kiến của anh em như thế nào về dòng cạc AMD hay là Nvidia, ý kiến của anh em như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình, và chúng mình sẽ cùng lại bàn luận thêm với nhau nha. Anh em là fan của đội nào cũng bình luận bên dưới luôn, và nhớ là subscribe kênh Nguyễn Công PC để đón chờ mình ở những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye.